Có, hồi xưa mình vẽ nét kiểu anime hơn bây giờ nhiều. Và kiểu tranh nét cơ của mình thì cũng khá là ảo. Mình nghĩ là vậy thôi chứ mình không biết nó có ảo được hay không. Yo, hello các bạn, đã quay trở lại với mình. Và mình là Sò đây. Hello. Hôm nay đến đi ra thì mình sẽ làm một video clip về review họa phẩm này nọ các kiểu cho các bạn và đập hộp này nọ luôn. Nhưng mình kiểu đột nhiên không muốn làm nữa. Thật ra mình đã quay được phân nửa video rồi đó, nhưng mà mình không muốn làm nữa. Và mình bắt đầu làm một cái video mới, là video này đây. Nhiều bạn hỏi mình là mình đã vẽ bao nhiêu năm và mình vẽ kiểu các bạn rất là tò mò về cái hình như các bạn rất tò mò về cái khoảng thời gian mà mình vẽ thì phải. Thì hôm nay mình sẽ cùng nhau chia sẻ với các bạn một chút về cái quá trình khoảng 5 năm mình tập vẽ. Ok, giờ chúng ta sẽ bắt đầu nói chuyện với nhau ha. Ở đây thì mình có 3 cuốn artbook của mình. Nói chung là nó cũng rất là lâu năm rồi ấy. Nó theo mình đến bây giờ luôn. Và mình sẽ quay một cái video clip kiểu mình sẽ nhìn lại những cái tranh mà từ khoảng 5 năm trước tới bây giờ ha. Mình sẽ lôi những cái này ra. Thật ra thì mình không có đem hết đống tranh của mình lên trên đây đâu, bởi vì tranh của mình hầu như là nó ở quê đó. Nhưng mà mình sẽ đem ra một ít. Những cuốn này là những cuốn mà nó cơ bản nhất á. Ok, mình cùng bắt đầu ha. Trước khi mà mình vào coi những cái artbook của mình thì mình cũng coi lại một số cái tranh vẽ mới nhất của mình ha. Tranh trụ trùng nè, những cái tranh mà mình hướng dẫn trong những cái video clip trước nè. Đó, các bạn hãy nhìn cho kỹ nha, đây là những cái bức tranh mà gần đây nhất của mình. Thật ra thì mình biết là mình không có một cái nét vẽ cố định đâu. Chủ yếu là cái cách lên màu của mình thì nó cố định thôi, còn cái nét vẽ thì nó không cố định lắm đâu. Mà dạo gần đây thì mình cũng đang thay đổi rất là nhiều cách lên màu để mà trong cái tranh mình nó có vẻ mới lạ hơn á, kiểu vậy. Mình thật sự là có nhiều cái nét vẽ nọ mà mình cũng không biết rõ là mình theo cái style vẽ nào nữa. Nhưng mà nói chung là mình thích thì mình vẽ kiểu vậy thôi, chứ cũng không có quá ép buộc mình vào một cái style vẽ nào hết. Mình cũng vẽ trên rất là nhiều chất liệu nữa, từ màu nước nè, marker, màu chì, rồi màu poster, kiểu vẽ gouache. Đó thì vẽ rất là nhiều kiểu luôn. Nhưng mà kiểu mà mình thạo nhất thì vẫn là vẽ bằng màu nước. Mình cùng bắt đầu với cuốn artbook đầu tiên ha. Đây là cái quyển mà mình bắt đầu vẽ khoảng chừng những năm mà mình học lớp 10. Học lớp 10 tức là 2000 years later. Chắc là khoảng năm 2015 á, mình nghĩ vậy. Dạ. Yeah. Lúc này thì mình vẽ kiểu hồi xưa mình xài khá là nhiều chất liệu luôn. Có những tranh là mình kết hợp giữa màu nước và marker nữa. Đấy. Và những bức tranh kiểu marker không cũng có. Hồi xưa mình vẽ nét kiểu anime hơn bây giờ nhiều. Và kiểu tranh marker của mình thì cũng khá là ảo. Mình nghĩ là vậy thôi chứ mình không biết nó có ảo được hay không. Nói chung là nét hồi xưa của mình trông nó khá là non hơn bây giờ rất là nhiều. Nhưng mà hồi xưa mình chắc chắn một điều là hồi xưa mình lên màu tranh nó tươi sáng và nó nhạt hơn bây giờ rất là nhiều. Mình thấy là như vậy đó. Hồi xưa là mình cũng siêng vẽ nhiều thể loại hơn bây giờ nữa. Hồi xưa mình có vẽ thử qua điện hình nè, 3D nè, semi nè, cổ trang nè, hiện đại. Rồi la đủ thứ các kiểu hết. Nhưng mà nói chung là cũng nhiều rồi đó. Chỉ có điều là mình chưa có thử qua sơn dầu hay là vẽ trên caravan này nọ các kiểu thôi. Mình nghĩ là sắp tới thì mình sẽ thử vẽ trên caravan này nọ các kiểu. Bởi vì mình thật sự là mình vẫn chưa quen với cái kiểu mà vẽ có nhưng mà nói chung là thế mạnh của mình thì vẫn là màu nước. Mình cảm thấy mình không có hợp với lại vẽ full màu gì cho lắm. Mình vẫn thích vẽ full marker hoặc là full màu nước nhiều hơn. Nhưng mà tốt nhất thì vẫn là kết hợp marker với màu nước. Mình nghĩ là vậy. Bởi vì cái phần marker mình không có xử lý phần da tốt được, mình kiểu vậy. Đây là cả một cái thời quá khứ huy hoàng mà mình còn kiểu vẽ rất là có nhiều thời gian mà vẽ luôn á. Thành ra là sao ta, kiểu những bức tranh nó sẽ mặc dù là nó không có phải là đẹp lắm nhưng mà nó cũng rất là đầu tư, rất là công phu á, khá là nhiều thời gian. Hồi xưa mình toàn dành không, mình không phải đi chơi mà hồi xưa mình thích ngồi ở nhà vẽ hơn kiểu thế. Một điều rõ ràng các bạn có thể nhận ra là mình không có vẽ những cái màu tối nhiều như bây giờ. Chắc là càng lớn cuộc sống càng u ám. Maker, hồi xưa maker là một cái mà mình rất là yêu thích khi mà vẽ luôn á.
kiểu vậy. Vẽ maker thì nó có nhiều màu sắc và lên màu nó cũng rất là tươi luôn á. Nghĩa là mình rất là thích maker. Mình cũng nói với bản thân mình là mình nên quay lại với maker đi, bởi vì lâu lắm rồi mình không tiếp xúc với lại maker lại nữa. Mình nghĩ là chắc là trong cuối năm gì đó thì mình sẽ đầu tư một bộ maker mới. Thích clip, mình thích rất là thích thích clip. Kiểu thích clip nó hồi xưa mình khi mà mình mới giới bắt đầu vẽ maker thì mình đã bắt đầu với thích clip rồi. Thành ra là bây giờ thì vẫn sẽ chủ yếu là mua thích clip thôi, mình nghĩ là như vậy. Dạ. Hồi xưa mình cũng vẽ rất là nhiều tranh Miku nè. Mình chơi nhiều cái nick Facebook khác nhau á, thành ra là các bạn sẽ thấy là mình sẽ ký tên rất là nhiều cái nick khác nhau. 5 năm rồi mà mình cũng trải qua được đâu đó 4 năm cái nick Facebook gì đó. Dạ. Mình cực kỳ thích cái khoảng thời gian mà mình feel với lại maker á, rất là sáng, rất là xinh và kiểu như là nó cũng có cái nét riêng gì đó. Nhưng mà hồi xưa vẽ tranh thì chủ yếu là vẽ headshot thôi, bởi vì headshot thì nó dễ kiểm soát hơn, tất cả là mình thì không có xài maker thạo cho những cái phần khác. Dạ. Các bạn sẽ thấy mấy tranh maker của mình thì nó cực kỳ sáng luôn. Hồi xưa mình kiểu chắc hồi đó còn trẻ trâu cho nên là vẽ tranh còn khá là sáng sủa chứ không như bây giờ cái u ám thế nào ấy. Bút rồi, cuốn này thì hồi xưa mình vẽ kiểu nó không có được đầu tư về phần màu nước cho lắm, mà nó chủ yếu là bên phần bên mảng maker. Bây giờ cuốn thứ hai thì sẽ mình nghĩ là nó sẽ có nhiều tranh màu nước hơn. Và quyển thứ hai màu sắc vẫn còn khá là tươi sáng, các bạn sẽ thấy là cái trình độ vẽ màu của mình nó khoảng lên năm thứ ba năm thứ tư gì đó thì bắt đầu màu sắc nó sẽ tối, nó chậm lại hơn nhiều á. Có một số tranh mà mình mua ở hồi xưa còn cái gì ta, còn cái gì đó, một cái hội chợ gì đó của Artist mà mình quên mất tiêu rồi, tổ chức ở Vạn Thịnh Mall á. Nó là hồi cái năm đầu tiên mà mình lên thành phố á, cái năm nhất đại học á, thì mình có đi cái fest đó, thì mình có mua tranh của Artist Sâu Táo. Mình rất là thích cái nét vẽ của bạn này, của chị này luôn. Đây, trong cuốn hạt bút này thì vẫn còn một số những cái hình ảnh của maker hình ảnh kiểu. Đây là khoảng tầm năm lớp 11, nhưng mà mình đã vẽ màu nước nhiều hơn ở đâu đó, lọt vào một bức tranh của cái nick này. Dạ. Một vài bức tranh của nick này mình có bỏ vô đây, nhưng mà nói chung là quyển này thì nó xen kẽ giữa lớp 12 của mình và năm nhất đại học các kiểu. Ngày xưa thì mình xài giấy của Bontentete nhiều lắm các bạn, nhưng mà bây giờ thì xài những loại giấy khác nó ok hơn nhiều. Dạ. Mình cũng đã mua
xài những loại giấy đắt tiền hơn, kiểu mình xài ngày xưa thì mình chỉ biết đến Bontenate, Kansong nè, Kansong Movan nè. Bây giờ khoan, để đếm lại một xíu, mình có xài qua cái gì, đầu tiên là mình xài giấy thường, một cái loại giấy gì thường, kêu là sau mình xài giấy khoảng 200, 100 mấy, là cũng loại giấy vào lúc mà khoảng 100 mấy thôi. Xong cái mình xài Kansong, Kansong 125, xong mình xài qua tới Bontenate bông xanh với bông hồng, rồi tới xài qua rồi, Molin thì cũng xài rồi. Mình chưa xài vài loại giấy kiểu cao cấp ngang ngang thôi, chứ mấy loại máy thì mấy loại phổ biến thì mình đã xài qua hết trơn rồi. Dạ. Mình cũng những cái tranh ở đằng sau này á, là những cái tranh bài tập của mình. Mình có nói là mình học ngành công nghệ may, thì ngành này của mình có liên quan một xíu đến thiết kế với lại là phối hình màu sắc này nọ các kiểu, đi qua một chút xíu thôi. Ok. Thành ra là mình sẽ cũng có thể học phối màu, pha màu nọ các kiểu nữa, thì đây là những cái bài vẽ của mình nó không có được đẹp lắm. Dạ, mình rất là thích cái bức bông màu tím tím này nè. Đây là một cái bức mà mình rất là thích luôn. Mình ước gì bức này cô cho điểm mình cao hơn. Mình còn một cái đống tranh nữa, nhưng mà bởi vì mình đã bọc lại rồi, bọc kính lại rồi nên là mình lười lôi ra quá. Là thôi, mình chỉ cần nhìn lại những bức tranh gần đây nhất của mình thôi. Hy vọng là sau cái video này thì các bạn sẽ có thêm nhiều cái động lực hơn. Bởi vì các bạn thấy không, những năm đầu tiên thì mình vẽ rất là tệ. Không phải là thật, lúc đầu không phải mình bắt đầu thế, mình cũng vẽ rất là tệ như các bạn vẽ chì như bây giờ thôi. Nhưng mà những cái cuốn tranh đó thì mình đã để dưới quê rồi, mình không có đem lên. Sau này thì càng ngày mình càng vẽ tốt hơn, màu mè nọ rồi nhiều chất liệu hơn. Tương lai mình sẽ còn tiến xa hơn nữa, mình nghĩ vậy. Bởi vì mình đang rất là muốn thử thách mình trong cái vụ mà vẽ trên Canva, rồi vẽ trên nhiều chất liệu khác. Maybe mình sẽ trở lại với Maker, hoặc hơn thế nữa mình sẽ đi ghi nữa các kiểu, mình nghĩ là vậy. Hy vọng là trong nhiều năm tới hơn nữa mình sẽ có thêm nhiều video clip và nhiều tranh để mà khoe cho các bạn trong một video clip 6 năm, hành trình 6 năm, hành trình 7 năm, 8 năm, 9 năm, hay là đến khi nào mình không thể nào cầm bút vẽ được nữa, maybe. Thì thôi, video đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Và nếu như mà mình được 10.000 người đăng ký và trên YouTube lẫn trên Facebook, nhớ like và subscribe để ủng hộ mình nha, để còn nhận giveaway nữa. Bây giờ thì bye bye và tạm biệt các bạn.